biết sao đấy. Thì sao khi con đem về thì con làm vàng ví cho biết Phật tử và thánh con. Tức là phá tâm và an trú tâm để đối lưu định. Mấy con thực sự chỉ mong bao nhiêu đó thôi. Giữ cái tâm bất động, thanh thản, an lạc và vô sự. Ăn bao nhiêu đó thôi, có gì đâu. Lúc nào mà gần chết mấy con nhắc tâm bất động, thanh thản, vô sự. Pháp gì vô thường, không có pháp nào là ta, là của ta hết. Thì mấy con giữ được bất động, thì mấy con bắt chước như cô Lữ Kim, cô cũng làm được. Thì thầy tin là mấy con cũng làm được. Trong gia đình của mấy con khi mà bắt sửa hấp hối thì mấy con nhớ, mà mấy con nhớ tập được an trú, được tỉnh thức, thì trong khi mà sắp chết mấy con không có mê mụi. Còn mấy con mà không tập được, không được như vậy thì mấy con sẽ bị mê mụi, mấy con thấy chưa. Thầy tìm chết nó bị nghiệp lôi, còn mình còn tỉnh táo thì không bị nghiệp lôi nữa. Nghe nhớ những điều này thì vậy. Thì mấy con về, mấy con ăn trú, mấy con tập. Con gì có gì gọi điện thoại vô hỏi thầy, sau nay con muốn bay lên trời được rồi, thì chuyện này hỏi thầy trả lời chứ. Yên tâm như vậy, cố gắng mà về tập giữ tâm bất động. Tất cả các pháp gì mấy con cũng đừng có để tâm chứa ngại hết. Gia đình có xảy ra gì vô thường thì các pháp gì thì nên là vô thường, không có gì mà phải sợ. Mà có như vậy thì mấy con mới an tâm. Mà khi an tâm được rồi thì mấy con thấy tâm mình bất động. Đó là con có thấy Phật đạo Phật nó rất đơn giản mà nó dễ dàng, mấy con nó khó đâu. Chỉ mình cố gắng như tâm thì mình sẽ giữ gìn bảo vệ được cái chân lý của mình, cái sự giải thoát của mình, không có khó đâu. Chỉ mấy con công việc xong thì mấy con không giữ gìn được nó thôi. Mà nó phân hai ra, lúc thì lo điều này thế kia, sợ hãi điều nọ, mà lúc lo muốn tu thì hai cái nó đấu tranh nhau thì mấy con bảo vệ cái chân lý của mình. Cái giết các pháp ở đây là các pháp được bỏ chưa hết được điều Phật pháp các cô. Thì cái duy nhất Phật pháp mới là giải thoát tâm bất động, thân tạng tâm là diệt tuyệt. Đó là Phật pháp mới thật. Thì Phật giải thoát ở chỗ đó cho nên là chỗ này. Cho nên mấy con lớn tuổi thì chỉ ôm được chặt cái tâm bất động cho thầy thôi. Tự nhiên ra đủ cho mấy con rồi. Thì lúc bây giờ mấy con chết thì mấy con sẽ gặp thầy. Nếu như thầy ở trong chỗ bất động, thầy có đi chỗ nào đâu. Mà mấy con cũng bất động thì gặp thầy. Mà mấy con để mấy con động tâm thì mấy con gặp thầy thôi. Đó, mấy con sẽ xa thầy. À, nhớ kỹ chưa? Dạ, con nhớ rồi. Cố gắng như vậy, lúc nào mấy con nhớ. Tất cả cái gì nó không quan trọng, chỉ có cái tâm bất động thanh tạng là chưa sự là quan trọng đấy. Phải ôm chặt, bám chặt, đừng có lật rời. Chết bỏ chứ nhất định phải ôm cho chặt. Nhớ lời hôm nay của thầy nhất nữa. Thì sau khi mà chuyện gì khó khăn thì mình phải ôm chặt nó. Coi như ôm chặt để ôm chặt sao mà vượt được vượt xong chứ không để tìm. Cho nên ôm chặt cái trạng thái bất động nó trở thành khi mấy con chỉ về để bờ bên kia. Bỏ thân này mấy con sẽ ở bên bờ. Nhớ kỹ là thời gian nó đừng có như lúc nào cũng nhớ cái là nhớ rồi mấy con mới qua được bờ. Chứ không ở được bên đây là bờ đang cổ, cái bờ bên đây là bờ giận hờn phiền não lo lắng sợ những thứ khổ lắm. Cho nên mình ôm chặt cái tâm bất động thân cảm là cái sao để mấy con vượt qua bờ giải thoát. À, bờ giải thoát những kia chứ Phật những người mà ta đã giải thoát mà ở bên kia. Chứ không ai điên gì ở bên này thì mình sẽ tự ra. Nhớ thì điều đó là một ý cái sự thành công của mấy con trong lúc được tu hay là Phật giải thoát. Cho nên hôm nay mấy con về đấy thì có nhà cho mấy con tu được thì cho vô ở. Mà tu không được thì cho ở cũng đừng đi cho học tập. Bớt cho ớn. Học cho ớn, học phải làm bài chứ. Không. Mà mấy con tu được thì tu vô đây. Còn tu không được thì ở ngoài kia học được không biết tu không phải dễ. Tu nó khó hơn không. Không phải không mấy con lấy cho tập dở mấy con học mấy con ghi chép phải không nó dễ. Còn tu mấy con thấy khó lắm chứ không phải dễ. Tu được thì mới cho nhà mà tu cũng được cũng cho. Thôi bây giờ thôi biết con chữ chữ cạn về nghỉ bây giờ gặp thầy rồi biết không. Thầy ạ, nhưng mà sự quan trọng của chúng con nên được làm một tháng để mà chúng con đến 13 chúng con xin các thầy và cô chúng con trở về gặp thầy. Chúng con rất là phấn khởi hôm nay được thăm sức khỏe của thầy, thăm nơi ở của thầy như sang làm sau này. Chúng con xin biết ơn
con xin thầy nếu mà thầy này có các cái đáp án thì con xin để về gặp bằng bài nhờ nhát quá. Thế rồi thầy sẽ gửi những cái bài học, bài thi, những cái bài trắc nghiệm, những cái bài mà thầy chọn nó nói lên được cái đạo đức đấy không? Để rồi mấy con ngoài đó xin làm bài tới giờ để triển khai cái tư tưởng này. Chính mấy con đang tu tập vô lậu đó, triển khai cái chuyện biết gì đạo đức là vô lậu đó. Nên mấy con cố gắng, vì già rồi cũng phải học mà. Mấy con nghe cứ có cái bài mà bà già còn phải học. Khác học đấy rồi. Thưa thầy, chúng con trước khi ra về thì con rất là vui là được gặp thầy và được cùng với thầy và xin chào thầy để đến chỉ còn độ 4 năm ngày nữa chúng con trở về ạ. Rồi mấy con xin kính chúc thầy mai mốt là thầy là thầy cô đã chăm lo đến chúng con là con cũng có áp du ạ. Con xin chào thầy. Khá thầy thôi mấy con, khá được. Khá được thầy. Khá được thầy. Thầy ở đây, thầy thách thầy ở đây chứ mà hồi kia chúng nhau nói chuyện là chết rồi chứ bây giờ đi thách thầy thách từng gần mà chúng nhau nói chuyện là bị đây rồi. Sao chỗ Ninh Bình có cái chỗ chúng con à, rồi thầy ít, thầy chờ cho mấy con, chờ mấy con về ngoài đó xong rồi thầy ra ngoài Ninh Bình đạo rồi đó. Con đang mong đợi hơn Tết thầy ạ. Rồi sao mấy con về coi.